Chào các em, hôm nay thầy dạy hình học lớp 12. Nội dung của video này là thầy sửa bài tập số 3 trang 39, chỉ hai câu A và B của bài số 1, khái niệm về mặt tròn xoay. Mục tiêu cần đạt được sau khi học xong bài này là các em hiểu được cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình nón, thể tích của khối nón, diện tích của thiết diện qua đỉnh của hình nón. Đó là những nội dung cơ bản của hình nón. Bây giờ chúng ta vào sửa bài tập. Bài tập số 3, trang 39. Cho hình nón tròn xoay có đường cao h bằng 20 cm, bán kính đáy r bằng 25 cm. Câu A, tính diện tích xung quanh của hình nón đã cho. Câu B, tính thể tích của khối nón tạo được bởi hình nón đó. Bây giờ thầy vẽ hình. Hình nón, như các em đã biết, đáy của hình nón là một hình tròn. Giả sử hình nón trong trường hợp này thì gọi đỉnh S và tâm O. Bây giờ thầy lấy một điểm A nằm trên đường tròn đáy. Khi đó các em sẽ vẽ một đường sinh để nối từ điểm S đến điểm A. Và ta nối tâm O với điểm A. Khi đó ta được tam giác SOA là một tam giác vuông tại O. Đường cao h chính là bằng SO, bán kính R chính là bằng OA. Vậy từ đây dùng định lý Pythagore, chúng ta sẽ tìm được đường sinh SA là bằng L. Từ đó chúng ta vận dụng công thức diện tích xung quanh của hình nón bằng PRL và thể tích của khối nón sẽ bằng 1/3 diện tích đáy nhân với chiều cao. Trước hết thì gọi SA bằng L và SO bằng h. Thì gọi SA là độ dài đường sinh của hình nón và SO bằng h là chiều cao của hình nón đó. Như vậy, H và L là hai đối tượng rất cơ bản trong hình nón, trong đó H bằng 20 cm, còn L chúng ta chưa biết. Bây giờ chúng ta tính L sử dụng tam giác vuông SAO. Trong tam giác vuông SAO vuông tại O, các em đã biết đường cao SO bằng H bằng 20 cm, bán kính R bằng OA bằng 25 cm, thì từ đó chúng ta sẽ tính được SA tức là L. Bây giờ chúng ta tính, ta có SA bình phương bằng L bình phương. L bình phương sẽ bằng SO bình phương cộng với OA bình phương. Bình phương cạnh huyền bằng tổng các bình phương hai cạnh của vuông. Thay SO bằng 20
và OA bằng 25 thì kết quả được 1025. Vậy ta suy ra L sẽ bằng căn bậc 2 của 1025. Từ đây chúng ta sẽ thay vào công thức tính diện tích xung quanh của hình nón. Diện tích xung quanh của hình nón sẽ bằng pi RL. Tất cả các đối tượng pi RL thì ta thay R bằng 25, L bằng căn bậc 2 của 1025 và tính ra xấp xỉ bằng 2514,5 cm vuông. Bây giờ chúng ta qua tính thể tích của khối nón. Như các em biết, thể tích của khối nón bằng 1/3 pi R bình nhân với chiều cao hạt. R chúng ta đã có rồi, hạt chúng ta cũng đã có rồi, chúng ta thay vào bằng 1/3 pi 25 bình nhân với 20 và tính xấp xỉ, chúng ta sẽ được 13.089,969 cm khối. Như vậy là qua bài tập này chúng ta phải nắm được công thức tính diện tích xung quanh của hình nón và tính thể tích của khối nón, biết cách tìm các số liệu ở trong công thức, đó là sử dụng tam giác vuông mà có cạnh huyền là đường sinh và vuông góc tại tâm của hình tròn đáy, và một cạnh góc vuông là bán kính của hình tròn đáy, và cạnh góc vuông thứ hai chính là đường cao của hình nón. Cuối cùng, thầy cảm ơn các em đã theo dõi bài học này. Thầy chúc các em luôn luôn học giỏi. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.